đừng vội vứt đi những bộ khuôn nhựa mà bị rạn nứt như này, những bộ khuôn nhựa bị rạn nứt này, những bộ lòng trong mà bị gãy tai như này, hay là những bộ lòng trong mà bị vỡ như này nhá, hay là đơn giản là những bộ lòng trong ghép mảnh nếu mà ta muốn nó kín hơn để ta dùng máy nén hơi ta bắn lên khi tháo lòng trong, hoặc là những bộ khuôn composite, hoặc là những bộ khuôn composite mà bị sứt mẻ hoặc là vỡ như này thì đều có phương pháp chúng ta xử lý được. Và ngày hôm nay cơ sở sẽ giới thiệu tới tất cả các bác anh em một sản phẩm của cơ sở, đó là bộ keo sửa khuôn chậu đa năng nhé. Một bộ này bao gồm một chai keo này có khối lượng là 1 kg, một chai chất đông rắn, chai này chỉ cần một ít thôi nhá, một ít thôi, một chai chất đông rắn và vải sợi composite. Đó, có thể nói đây là một bộ combo keo sửa khuôn chậu đa năng. Vì bộ này có thể sửa được rất nhiều thứ ngoài khuôn chậu ra, cũng như một số đồ gia dụng bằng mọi chất liệu khác chúng ta đều có thể gắn đều sửa được. Bây giờ cơ sở sẽ quay lại quá trình chi tiết chúng ta sửa lỗi hoặc là nâng cấp cái lòng trong của bộ khuôn chậu kia. Mời tất cả các bác anh em sẽ cùng nhau xem bộ keo này. Và ở cuối video nhé, sẽ có thông báo giá chính thức của bộ keo này gửi tới tất cả các bác. Đó, đối với mảnh khuôn nứt như này đó, thì ta sẽ có cách xử lý khác. Còn đối với những lòng trong mà bị gãy tai thì ta có cách xử lý khác nhé. Đầu tiên đối với mảnh nứt này thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cách nữa, lát nữa chúng ta sẽ dán vải và keo lên cái vị trí ngoài này. Đó, vậy để cho cái nhựa này nó có cái độ bám tốt vào cái vải và keo, ta sẽ đánh ráp qua đây. Ta sẽ đánh ráp qua, mục đích cái việc đánh này nó sẽ tăng cái độ bám đây. Ta dán mặt bên ngoài nhá, không dán mặt bên trong nhá, bên trong là mặt chính của khuôn, ta dán mặt bên ngoài. Đó, đánh như này nó có độ giáp rồi này, phần cần quá nhiều để cho nó không bị biến dạng này, chúng ta có thể là gắn vào luôn, ta có thể gắn vào lên xong đó ta mới dán keo lên. Lát nữa chúng ta sẽ dán keo vào vị trí này nhé. Đấy, còn với bộ lòng trong này, khi mà đã bị gãy tai rời ra này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải định vị, ta sẽ phải định vị tại cái tai này. Đó, đầu tiên ta sẽ định vị lại bằng keo 52 trước. Còn đối với lòng trong này thì trước tiên ta sẽ phải định vị lại trước nhé, định vị lại cái phần nứt này ra. Đó, dù to hay nhỏ chúng ta đều có cách làm như nhau. Phần băng dính này là mục đích người ta giữ cho cái vết nứt này nó không bị là rộng ra quá đâu. Đó, sau đó là ta sẽ dán bên trong nhá, vì ngoài phần này là tiếp xúc với bê tông đúng không nhỉ, vậy ta sẽ dán vào phần bên trong này. Trước khi dán chúng ta cũng tăng cái độ dính cho phần nhựa này bằng cách ta sẽ trà cho có độ giáp lên. Còn đối với lòng trong, loại ghép mảnh như này
thì nó có cái nhược điểm mà khi mà chúng ta muốn sử dụng phương pháp là dùng máy nén khí ta bắn hơi lên để đẩy nó lên thì nó sẽ bị hơi, sẽ bị thoát ra những đường như này nhá. Đó, thoát đường này. Do vậy là mục đích chúng ta độ cái lòng trong này là sẽ dán phần bên trong để cho những đường này nó sẽ không bị thoát hơi ra nữa khi chúng ta đẩy lòng trong. Đó. Và một điều nữa là với cái tấm đáy này, tấm đáy này nó không có cái độ cứng hẳn. Do vậy ta sẽ lúc bắn hơi ấy, nó có thể dẫn đến việc nó bị bồng chỗ này, nó bị đẩy lên, dẫn đến khó đẩy lòng trong lên. Ta sẽ dán bên trong nữa cho cái miếng nó sẽ rất là cứng này, nó cứng thì đẩy nó lên dễ hơn. Đó, vậy trước tiên ta sẽ trà qua một lượt. Còn đối với mảnh khuôn chậu ly composite này hoặc là bất kỳ mảnh khuôn chậu composite nào, khi mà nó sứt mẻ này, sứt chẻ trên miệng hoặc là nó vỡ bất kỳ điểm nào thì với những vết nhỏ này chúng ta chỉ cần sử dụng keo một lát nữa chúng ta pha sau ta nhỏ vào đây thôi, nhỏ đầy lên sau đó khô ra mài là xong nhá. Để nhỏ vào keo vào đây thì chúng ta phải tính cái phương án làm sao khi mà đổ keo nó sẽ không bị chảy ra ngoài. Đó, chúng ta sử dụng be lên, sử dụng giấy ta dán nó be vào. Rồi ta be vào như này, một lát nó đổ keo vào đây thì nó sẽ không bị chảy đi đâu. Như vậy khâu xử lý ban đầu đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng keo và vải thủy tinh kia để chúng ta xử lý những bộ khuôn mà bị lỗi hay là những bộ khuôn mà chúng ta muốn độ thêm độ dày của lòng trong đây. Thì ở phần này thì lưu ý tất cả các bác, các anh em làm chúng ta phải đeo khẩu trang bảo hộ, bởi vì là phần keo này nó sẽ có mùi hơi hôi và có tính chất độc hại, cũng như là vải thủy tinh là nó sẽ bay vào người cũng có tính chất độc hại nhé. Anh em các bác sẽ sử dụng khẩu trang. Với vải sợi như này thì chúng ta phải cắt ra độ to nhỏ tùy thuộc vào cái chỗ mà chúng ta cần xử lý nhé. Một combo được rất nhiều vải luôn nhé, thoải mái ta dùng luôn. Với mảnh của chân chậu tròn này chúng ta chỉ sử dụng khoảng 3 mảnh thôi, 3 mảnh vải đấy thôi là đủ chiều rộng nó dán đây rồi là đủ rồi nhá. Ta để sẵn đây. Còn với lòng trong này, lòng trong chúng ta sử dụng khoảng 3 mảnh. Ba mảnh này, một lát nó ta dán thành 3 lớp và đây là xong nhá.
Còn riêng cái mảnh khuôn composite này, bởi vì cái phần lỗi của nó không nhiều, đó một chút thôi, cho nên chúng ta không cần vả nhá. Một lát nữa ta đổ trực tiếp keo sau khi pha chế vào đây luôn này. Đó, sang công đoạn tiếp theo, phần này phần rất quan trọng nhé. Phần này là phần ta pha chế keo với chất đóng rắn. Đây là một chai chất đóng rắn này, đây là keo này. Khi pha hai thành phần với nhau trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 5 đến 10 phút thôi, nó bắt đầu có phản ứng sinh nhiệt xảy ra, nó sẽ cứng lại keo hoàn toàn luôn. Do vậy chúng ta phải pha đúng tỷ lệ. Tỷ lệ ở đây là sử dụng 4% nhá. 4% chất đóng rắn pha vào với phần keo này. Vậy cách đo dễ nhất như sau. Và cũng lưu ý tới cả các bác là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ lắc đều nhá. Bởi trong phần keo này còn có thêm một phần bột chuyên dụng đặc biệt, khi mà cơ sở đã pha chế trong đây sẽ giúp cho cái phần sửa chữa của chúng ta nó sẽ không bị giòn nhá, nó có độ dai, độ bám rất tốt, không bị giòn. Do vậy chúng ta phải lắc đều lên như này. Nếu như mà chúng ta đong đo bằng một thùng đựng sơn, một lon đựng sơn loại 1 kg như này thì sẽ sử dụng khoảng một nắp chai đầy nhá, một nắp chai đầy. Thế còn với cái này chỉ cần 1/4 thôi, 1/4 lượng keo này thôi, thì chúng ta chỉ dùng đong sơ 1/4 cái nắp chai thôi. Đó, như này khoảng hơi nhiều rồi. Đây, khoảng 1/4 này nhá, ta đổ vào. Sau đó là ta sẽ dùng chổi ta muối thật đều vào. Đó, đầu tiên là phần composite này nhá. Phần khuôn composite là chúng ta sẽ cho phần keo này vào trong nó luôn. Ta cứ cho dư ra nhé, cho dư ra, bởi một lúc nữa khô nó sẽ có độ co gót lại. Còn phần thừa thì chúng ta sau này sẽ dùng máy ta sẽ mài đi. Đó, rồi để nguyên thôi. Khoảng 30 phút sau nó khô để chúng ta phải dùng máy ta mài đi. Còn tiếp theo phần, phần này là phần chân, chân của bộ tròn 70 đây. Ta sẽ quét keo lên. Sau đó chúng ta sẽ dán vải lên. Sau khi dán vải lên chúng ta sẽ chấm tiếp keo lên như này. Thông thường thì chỉ một lớp như này thì nó cũng đảm bảo cái độ rất là cứng rồi. Tuy nhiên để cẩn thận và tăng cái độ bền cho khu vực này, chúng ta sẽ dán thêm 2 lớp nữa. Đảm bảo sau này cái chỗ xử lý này sẽ còn chắc hơn so với xung quanh. Và như vậy là cơ bản đã xong nhá. Khi khô cứng thì những phần thừa này chúng ta phải lấy máy mài ta chà qua đi cho nó đẹp. Rồi tiếp theo là đến cái lòng trong. Đấy, cái lòng trong nó bị nứt hẳn ra này, đã dán cố định lại bằng băng dính đây. Thank you.
Phần này làm hết sức đơn giản đó. Đó, như vậy đã xong nhé. Sau khi khô cứng thì chúng ta sẽ lấy máy, ta sẽ mài phần trên miệng đi và bóc phần băng dính đi là xong. Tiếp theo là cái tai này. Cái tai này vừa rồi đã dùng keo 502 gắn tạm lại như này. Đó, nhiều bác không biết sử dụng loại keo đa năng này, chúng ta gắn thường là cũng gắn keo 502 như này. Nhưng khi gắn keo 52 này đúc cái đầu tiên nó sẽ lập tức nó gãy luôn, vì nó chỉ gọi là phương pháp tạm thời dính thôi. Đấy, còn mà để cho bền, đảm bảo cái độ cứng của nó thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng keo chuyên dụng như này. Ở bộ lòng trong của tròn 60 này nó bị gãy tai đã xử lý như này nhá. Một lát nó sẽ có cái bộ này thanh lý nhá. Bác nào mà cần một cái bộ khuôn thanh lý giá rẻ thì để lại bình luận ngay dưới video nhé. Để lại bình luận ngay dưới video này là đặt bộ tròn 60 thanh lý nhá. Đặc biệt sẽ có cái giá rất là hữu nghị cho bác nào để lại bình luận đầu tiên nhá. Đó, như vậy là đã xong rồi. Khi khô chúng ta sẽ dùng máy mài ta mài để cho nó thẩm mỹ hơn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái lòng trong này. Thank you.
Đó, sau một thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ nhá thì nó cứng hoàn toàn rồi. Nó cứng hoàn toàn. Thế bây giờ cái phần dán này của chúng ta là rất là chắc luôn. Thì chúng ta có thể sử dụng máy chúng ta mài đi. Đó, đây là lòng trong của lục giác này, rất là cứng rồi. Đây, cái tai này cũng vậy nhá. Nó rất là cứng rồi. Để cho nó đẹp thì những phần dư thừa này chúng ta phải mài đi. Đó, hay là cái mảnh của chậu ly này đấy. Mảnh của chậu ly này. Nó sẽ bóc cái phần giấy đi. Đó, bóc phần giấy đi và chúng ta sẽ mài lại là nó sẽ hết luôn. Hết cái phần bị mẻ này luôn. Đó, đây là mảnh của bộ chân tròn AMS 70. Thì chúng ta sẽ mài cái phần này đi là xong nhé. Đó, để mài thì chúng ta phải sử dụng quạt nhé này. Phải sử dụng quạt để mài được đẩy cái bụi đi. Đó. Phần này là một chút nhựa đã chảy ra ngoài, chảy ra đất vào đây luôn. Nó bám đất bẩn và chúng ta có thể là mài đi luôn. Như vậy là cái lòng trong nhá, lòng trong lục 20 đã xử lý xong rồi. Bây giờ nó rất là chắc chắn nhá. Để kiểm tra này. Để kiểm tra này. Đấy, các bạn thấy không? Đập cái phần này xuống nó còn chắc hơn so với những chỗ mà chúng ta chưa xử lý nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Rất là cứng luôn. Rồi. Tiếp theo là đến cái tai, tai của lòng trong kiểu tròn 7 tròn 60 này. Như vậy là xong nhá. Bây giờ nó còn cứng hơn nhá. Cái phần này còn cứng hơn so với những cái tai bạn. Rất là chắc chắn luôn. Ở với lòng trong này chúng ta không cần phải mài đâu. Thank you.
Bây giờ phần vá của chúng ta nhá, nhìn nó như mới luôn. Và điều đặc biệt là nó rất là chắc chắn. Phần vá nó rất chắc chắn. Ở như vậy là vừa rồi là cơ sở đã tiến hành sửa chữa một số khuôn bị nứt, bị gãy tai hay là độ cái lòng trong của những bộ khuôn chậu mà nó ghép mảnh như này. Thì, quá trình xử lý vừa rồi vừa hết đúng một combo keo sửa khuôn đa năng như này. Đấy, các bác có nhu cầu sở hữu bộ combo như này, bao gồm một chai keo 1 kg và một chai chất đóng rắn và kèm theo vải thủy tinh như này để ta xử lý, thì ngay bây giờ có thể liên hệ về cơ sở theo số điện thoại ghi ở dưới màn hình. Và một combo keo này có giá là 265.000 đồng bao cước vận chuyển, và bộ keo này có thời hạn sử dụng là lên tới 1 năm nhé. Các bác về dùng bao nhiêu chúng ta bỏ ra pha dùng đấy. Xin nhắc lại là một bộ combo keo như này chúng ta có giá là 265.000 đồng bao cước vận chuyển. Các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới phần video này hoặc là liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.